Giuse Phạm Huy Bảo ra khỏi cuộc sống này mà về với Chúa. Vậy chúng ta tin tưởng, phó thác tôi tới Chúa cho lòng thương xót của Chúa. Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại. Người sẽ biến đổi thân xác hư hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của Người. Vậy chúng ta xin trao gửi thân xác Giuse của chúng ta cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Người, và cho thân xác tôi tớ Chúa được sống lại trong ngày sau hết. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha đã cho Đức Giêsu Kitô đến thanh tẩy chúng ta bằng lửa trong Thánh Thần, và đã ban Chúa Thánh Thần như lửa sưởi ấm linh hồn chúng ta. Người cũng Con một Chúa là Đức Giêsu Kitô đã đem lửa xuống trần gian, và Người không ước ao gì hơn là thấy lửa ấy bùng lên. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho ánh sáng tin mừng được thắp lên trong toàn giáo hội và trên khắp địa cầu. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Như ngọn lửa vật chất sắp thiêu đốt thi hài thân xác Giuse Phạm Huy Bảo, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho ngọn lửa mến Chúa yêu người cũng luôn thiêu đốt tâm hồn chúng ta. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lại chúng con. Xưa Chúa đã cho ngôn sứ Elia về trời trong một cỗ xe bằng lửa. Nay qua ngọn lửa này, chúng ta hãy cầu xin Chúa thương đón nhận linh hồn Giuse vào nước trời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lại chúng con. Cũng như thân xác của Giuse sắp thành những hạt bụi, mất hút trong dòng đời, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết quên mình trong cuộc sống phục vụ anh chị em. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các thân nhân của linh hồn Giuse nhận được mọi ơn lành của Chúa và gặp được nơi mọi người lòng yêu mến thiết tha, như ngọn lửa an ủi và sưởi ấm tâm hồn. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Để chúng ta cùng đọc kinh lạy Cha, cầu nguyện cho linh hồn Giuse. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha tế hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực cả ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, giờ đây chúng con phó dâng linh hồn Giuse Phạm Huy Bảo cho tình thương của Chúa, và chúng con hỏa táng thân xác Giuse như một của lễ toàn thiêu dâng lên cho Chúa. Xin cho lễ hiến dâng này cùng với tình yêu của gia đình và cộng đoàn chúng con được kết hợp với Chúa Giêsu trên thập giá thành một của lễ đẹp lòng Chúa. Xin cho đời sống của chúng con và mọi lời chúng con cầu nguyện cũng được như hương trầm tỏa bay trước nhan Thánh Chúa, để cầu cho linh hồn Giuse và mọi người đã chết trong ân tình Chúa được vào hưởng vinh quang Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin Chúa làm phép cây thánh giá này, để chúng con nhớ tình yêu của Chúa dành cho linh hồn Giuse nên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Giuse được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Giuse. Lạy Chúa, xin Chúa lấy lòng nhân từ thương đến tôi tới Chúa là linh hồn Giuse đã qua đời, mà tha các hình phạt của tôi tới Chúa khi còn sống. Tôi tới Chúa đã có lòng ước nguyện vâng theo thánh ý Chúa. Vậy ở dưới đất, đức tin chân thật đã liên kết tôi tới Chúa với cộng đoàn tín hữu. Thì trên trời xin Chúa nhân lành cũng cho tôi tới Chúa được sum họp với hàng ngũ các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen. Đây sẽ cầu nguyện cho tất cả mọi người hiện diện nơi đây. Lạy Chúa Giêsu, đấng cứu chuộc chúng con, Chúa đã tự hiến chịu chết để mọi người được cứu rỗi và vượt khỏi chết để đến cuộc sống mới. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà nhìn đến dân Chúa đang khóc thương và cầu nguyện cho người thân yêu của chúng con là linh hồn Giuse. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đấng chí thánh và từ bi, xin thứ tha mọi tội lỗi con cái Chúa. Giờ chết đi, Chúa đã mở cửa sự sống mới cho những ai tin tưởng vào Chúa. Xin đừng để người thân yêu của chúng con là linh hồn Giuse lìa xa Chúa, nhưng nhờ sức mạnh uy quyền Chúa ban cho, được hưởng ánh sáng, niềm vui và bình an trong nước Chúa. Chúa là đấng hàng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Như thức Phạm Tán đã cầu nguyện xong thì chúng ta có thể bỏ tất cả khăn tang của chúng ta vào trong kia để chúng ta Phạm Tán được. Cho người thân ảnh mất. Cái người thân yêu nhất được ảnh cái nút hoạt này.